Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đau nửa đầu mãn tính gây khó chịu và làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy bệnh đau nửa đầu là gì, nguyên nhân và cách điều trị bệnh đau nửa đầu? Sẽ là thông tin mà chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe 24 giờ. Phân biệt đau nửa đầu và đau đầu theo chuỗi, khác biệt đầu tiên giữa đau nửa đầu và đau đầu theo chuỗi là đối tượng gặp phải của hai chứng đau đầu này. Nếu như đau đầu theo chuỗi thường gặp ở nam giới, đặc biệt là nam giới trong độ tuổi từ 20 tới 40 thì đau nửa đầu thường gặp ở nữ. Đau đầu theo chuỗi là cơn đau thường gặp nhất theo từng vùng trên mặt, tập trung ở ổ mắt, sau đó lan tỏa ra trán, thái dương, các vùng gò má và cánh mũi, cũng có thể đau ở vùng họng, xương hàm hay vùng cổ. Cơn đau sẽ dữ dội và nhanh chóng đến cực điểm sau 10 phút. Cơn đau xuất hiện hàng ngày hay xảy ra vào ban đêm làm tan giấc ngủ bệnh nhân thành từng chuỗi, từng loạt với chu kỳ kéo dài từ 2 tới 8 tuần. Cơn đau nửa đầu thường xảy ra ở một bên đầu, có thể đau lan xuống gáy và cả hai bên, đau theo kiểu mạch đập, giật nhói. Cơn đau kéo dài từ khoảng 4 tới 72 giờ, thường kèm theo ít nhất một trong các triệu chứng sau: buồn nôn hoặc nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, đau tăng thêm khi vận động, Bệnh nhân có thể có các triệu chứng thoáng báo sắp có cơn đau nửa đầu như rối loạn tầm nhìn, mất thị giác khiến người bệnh hoang mang, lo lắng hơn cả đau đầu. Tuy nhiên sau khi cơn đau qua đi, bệnh nhân cảm thấy thoải mái trở lại. Ai dễ mắc bệnh đau nửa đầu? Tỷ lệ mắc bệnh ở phụ nữ dưới 45 tuổi cao gấp 3 lần nam giới. Do cơn đau nhức nửa đầu có liên hệ mật thiết đến sự thay đổi về nội tiết tố trong cơ thể, mà cụ thể là sự thay đổi lượng hormone sinh dục nữ estrogen. Có đến 27,43% số phụ nữ mắc đau nhức nửa đầu có liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, cơn đau dễ xuất hiện vào thời kỳ đầu tuổi dậy thì, cuối chu kỳ kinh nguyệt hay thời kỳ tiền mãn kinh. Bệnh giảm dần một cách rõ rệt khi mang thai và sau 60 tuổi. Đau nửa đầu là bệnh có tính chất di truyền. Những người có cha mẹ, người thân, trực hệ có triệu chứng nhức nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh cao hơn những đối tượng khác. Phụ nữ bị đau nửa đầu nguy cơ cao mắc bệnh tim. Một nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ hay bị chứng đau nửa đầu có nguy cơ cao của bệnh tim. Các nhà nghiên cứu ở Đức và Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng hơn 17.000 phụ nữ mắc chứng đau nửa đầu có nguy cơ đau thắt ngực, cơn đau tim hoặc chết vì một cơn đau tim cao hơn 50% so với những phụ nữ chưa bao giờ mắc chứng đau nửa đầu. Vì vậy, ngoài điều trị và dự phòng chứng đau nửa đầu theo hướng dẫn của bác sĩ, những phụ nữ mắc chứng bệnh này cũng nên tầm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch, kiểm tra sức khỏe tim mạch định kỳ nhằm ngăn ngừa sự hình thành các bệnh lý liên quan tim mạch như bệnh tim và đột quỵ. thiếu vitamin D có thể gây chứng đau nửa đầu. Một nghiên cứu từ các nhà khoa học Mỹ cho thấy rằng, việc thiếu một số chất dinh dưỡng có thể gây nên chứng đau nửa đầu. 70% số người đau nửa đầu tham gia nghiên cứu có sự thiếu hụt vitamin D so với nhu cầu dinh dưỡng khuyến cáo. Tất cả những vitamin này cần thiết cho chức năng của ti lạp thể, trung tâm sản xuất năng lượng cho các tế bào. Khi chức năng hoạt động kém có thể gây ra sự thiếu hụt và có thể gây chứng đau nửa đầu do nguy cơ thiếu hụt năng lượng. phòng bệnh đau nửa đầu hiệu quả. Tránh yếu tố khởi phát có thể kể đến một số yếu tố khởi phát cơn đau thường gặp như rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích. Một số thực phẩm có khả năng gây phát cơn như sô cô la, pho mát, mì chính. Tùy theo cơ địa và kinh nghiệm của từng bệnh nhân mà tránh những loại thức ăn cụ thể và không phù hợp với quá trình phòng bệnh. Xây dựng lối sống lành mạnh, một lối sống tốt không những là biện pháp phòng ngừa bệnh mà còn có tác dụng tốt trong giữ gìn sức khỏe và phòng ngừa nhiều loại bệnh khác. Không nên làm việc quá căng thẳng, nghỉ ngơi khi cần và tốt nhất là nên rèn luyện vận động thường xuyên sẽ là cách phòng bệnh dễ dàng và có hiệu quả cao. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai sẽ là những lợi ích mà Master đem lại cho sức khỏe của bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.